mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Bóng Bay Nam Bắc. Yeah! Và Thi Up xin phép giới thiệu DJ ngày hôm nay, Mod Hoàng Anh. Xin tất cả mọi người, em là Mod Hoàng Anh và ngày hôm nay em sẽ đảm nhiệm vị trí DJ. Mời mọi người hãy cùng thưởng thức những bài hát của em đưa ra. Yeah! Và như thường lệ, PA36 sẽ mời đến đây một khách mời đặc biệt. Và đó là ai? Khách mời hôm nay chính là... Các thương quá mạnh, tỷ lệ chiếm mạng quá cao. Hello. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Đông Tây Nam Bắc. Hôm nay rất là vui khi mà Vũ có mặt ở đây cùng với B336. Hy vọng rằng hôm nay đến đây sẽ cùng với các bạn sẽ có những trò chơi thật là vui, những giây phút thật là gần gũi, thật là ấm áp để gửi đến cho tất cả mọi người. Vui thì chắc chắn là vui rồi, nhưng mà cũng không kém phần khổ đâu anh ạ. Không, anh không sợ khổ. Được. Đấy, bây giờ mời mọi người về vị trí của mình. Trước khi bắt đầu những vòng thi thật là cam khổ và cũng như có phần quyết liệt, thì chúng ta sẽ cùng khởi động cùng TikTok. Và đó là clip. Anh Vũ ơi, em nghe nói là anh cũng đã ra sản phẩm âm nhạc và làm MV. Thì em nghĩ là... Nghe lúc nào? Trời, em xem luôn rồi, em like luôn rồi, em chưa share thôi. Đó. Xóa sạch hết nè. Xóa sạch hết nè. Xóa sạch hết. Nước mắt của em mà không khi nào rơi vì ai. Xóa sạch hết, xóa sạch hết đi. Xóa sạch hết, xóa sạch hết đi. Nên là em nghĩ là chắc chắn là vòng này anh cũng sẽ có thể chơi một cách song phẳng với bọn em. Đó. Chơi gì liên quan âm nhạc hả? Vòng này có tên là Nghe Nhanh Đáp Lẹ. Thi này thì bọn em sẽ có 15 bài hát và DJ sẽ là người bật lần lượt 15 bài hát đó lên. Và DJ sẽ là người quyết định xem là dừng lúc nào và tua đoạn nào, hay là lúc nào là mình được quyền trả lời. Đó. Thì mỗi lần trả lời đúng, anh sẽ được 1 điểm. Còn trả lời không đúng, không bị trừ điểm. Nhưng mà đặc biệt là nếu mà anh bấm chuông trước khi mà hiệu lệnh của DJ thì anh sẽ mất lượt. Rồi, hiểu. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. DJ, come on. Yeah. Lên đi. Đến đi anh. 1, 2, 3. Bài gì của anh ha? Của em được hả? Xin đúng rồi. Em xin trả lời bài này là bài That Girl. Ok, That Girl. 1 điểm cho winner. Rồi, bài thứ hai mọi người. Ôi, quen thuộc quá. Có bài gì ta? Cái bài này cứ hay hay ý nhỉ? Em 3, 2, 1. Ai bài chị nè, bài Way Back Home. Yeah. 1 điểm. Quá dễ rồi. Thiệt luôn á, anh sao vậy? Em xin lỗi em. Bài gì ta? Bài gì ta? Đếm đi anh. 1, 2, 3. Đây là bài Really Really của nhóm nhạc Winner. Bài này của em đâu mọi người? Không phải em. Đây là bài hát rất là nhẹ nhàng giống như em bây giờ nè. Đây là bài tên là Giấc Mơ Trưa. Anh đồng ý với câu trả lời là Giấc Mơ Trưa nhẹ nhàng. Còn anh bảo là em nhẹ nhàng thì anh không đồng ý. Rồi. Mà em khoan khoan nha, thấy cái bài này rất hợp với Jelly thì không biết là chị có thể nào hát được không? Em muốn chị hát thì chị hát tặng em. Dạ. Rồi và xin được tặng anh Vũ nữa nha. Ủa tụi em bỏ hả? Em bỏ.
gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chuông. Anh Vũ ơi, em còn nghe rất nhiều bài hát phía trước. Mọi nghe bài gì không mọi người? Đếm nha, đếm nha. 3 2 1 Em biết hát gì hả? Haru, Haru. Một điểm cho khách mời của chúng ta. Rồi. Bài thứ 7 nha mọi người. Dạ, bài này nghe rồi. Quả kêu âm ba. Bài gì đó? Em quen lắm á. Chẳng nó này tên là bài Lý Quả Kêu ạ. Đúng rồi anh. Bài số 7 bắt đầu. Ba, hai, một. Đây là bài Gashi nè. Một điểm dành cho Gina em. Này. Một. Tiếp theo mọi người. Bài gì ta? 1, 2, 3. Bài này là bài Di 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 Baby Baby. Em mới hát chứ. Thế em nói đây là bài gì 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 bảy vì bảy thì là bài gì 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 bảy vì bảy ạ. Ôi chị ơi, chấp nhận số phận thì nhận đi. MC này. 1 2 3 Bài này là bài hát này, hát này, hát này. Bài này là sai nữa là thôi nha. Cái gì vậy? Ê, tắt nhạc đi chị hát em. Ok, cái gì, ok. Bài này là bài Fly me to the moon. Hết. Được. Giúp kinh nghiệm, giờ hát thêm, bắt tiếp rồi. Nãy giờ thấy Kenji ít trả lời quá. Giờ bây giờ anh sẽ tạo cơ hội để cho Kenji đấu riêng với anh Vũ. Ok. Đó. Bài này còn em. Không. Em để sau đi. Em để sau đi. Đau quá hả? Đau quá hả? Chỉ muốn buông thình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Đối với bài này bài gì luôn? Thôi đâu còn nhiều nữa. Có thế rồi. Ai ngồi im thế thì à? Các bài, không các bài thôi. Hết rồi, mọi người đoán đi nào. Việc thi. Bài Việc thi. Bài em hát hả? Hết lượt. Ai biết sẽ được lên trả lời câu. Yeah! Đến đi anh. 3, 2, 1. Yeah. Cái bài này em đã từng hát trong chương trình này rồi luôn. Tại sao vậy? Đúng rồi, đây là bài Tiếng Cá Sùng chứ. Cái bài mà thi mà kiểu rap đúng không? Đúng rồi. Tại sao vậy? Tại sao mọi người không nhớ? Tại anh sợ Thạch Sùng. Rồi. Ok, liền. Rồi, chú ý này. Chú ý nghe nha. Ok. Chị, 2, 1. Kenji trả lời. Trình bày ca sĩ luôn nha. Ca sĩ là ca sĩ nào luôn nha. Mà sao vũ đạo luôn. Ngộ ghê. Đàn tôi hát. Bé ngồi mơ mà. Hay mơ màng. Từng giấc mơ.
Dạ, đây là bài Mặt Trời Biết Con ạ. Ai thể hiện? Do bạn Phan Thanh Hiển trên vai. Một điểm đầu tiên này cho Kenji rất ấn tượng. Ok, bài tiếp theo. Khi nào ạ? Where are you from? Là bài này là bài Where Are You From. Yeah, hay quá anh ơi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng động lại nào. Anh ước em chưa không lắng động mấy. Những vết thương 3 2 Đếm đi, đằng này mọi người. 1 Ai bấm, ai bấm. Đây là bài hát của một ca sĩ mà em rất thích. Đó là ca sĩ Vũ Cát Tường. Và bài hát này là bài Vài Phút. Điểm thì cũng được một điểm lấy lại danh dự. Ok ok. Tất cả những yên bỏ cho hoạt động. Đúng. Được. Để cơ hội cho Kira. Cơ hội cho anh đi á. Đó nào. Đừng bảo không biết nhỉ. Không biết là thôi này. My name. Bài này là em ơi bài. Ba đếm nha. 3 2 1 để mời em một người nữa. Đúng không ta? Bài gì ha? Love Myself hả? Không có điểm. Đây là bài Love Yourself. Thôi. Sang cái nhà nó bài sao biết được. Bài hát cuối cùng, bắt đầu. Cuối cùng nha mọi người. À, hay quá. Có Jackson hả? Gina đứng lên Gina. 3 Em nhường chỗ cho Nam. 2 3 2 1 Bắt beat luôn. Rất đỉnh. Một điểm cho winner. Tổng kết số điểm từ vòng đấu vừa rồi. Hiện tại thì Việt Thi, Hailey, Winner và China Em đang có số điểm cao nhất. Và xin mời 4 bạn về một đội. Đội còn lại sẽ bao gồm Kenji, anh Khánh Vũ, Hana và Kira.